thì đoàn của chúng tôi đang tới một cái villa. Chút nữa check in sang chảnh nha. Chụp một tấm view biển nha. Đây là view phòng. Đó. Thì một căn phòng cũng nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Ôi, nhà tắm tiên mọi người ơi. Nhà tắm tiên. Chào mọi người, thì bây giờ là đã là buổi tối, thì đây là view của resort. Rất là lung linh. Đó. Hồi nãy mệt quá bởi vì không có quay cảnh hoàng hôn với lại biển cho mọi người coi. Thì bây giờ là buổi tối rồi. Đó. Nhìn ra thì không còn thấy gì cả. Tối đen như mực. Mọi người có nghe tiếng sóng vỗ không? Nó nhìn vô không gian của Villa Resort rất là lung linh. Và mọi người đang set up buổi tối hôm nay của đoàn của mình. Stylist đang làm gì đó? Chi? Trên ghế à? Cái ghế này nè, mình ngồi xuống vậy nè. Vậy hả? Vậy hả? Có cứng không? Không. Không cứng hả? Êm hả? Ủa là tối nay ngủ liệu đen mình hả? Là liều này thêm đêm nhiêu? À. Ủa sao lên rồi? Đó, được rồi, được rồi. Ngồi tự bưng nha. Ừ. Đây là outfit buổi tối nay của Stylist. Chuyến đi lần này. Hello mọi người, thì hôm nay là buổi tối của ngày đầu tiên mua bình hưng của chú Lãm. Tối nay cũng không biết ăn gì. Tối nay ăn gì vậy? Ăn nhau. Thì khoảng 7 giờ rưỡi bên nhà bếp mới set up đồ ra. Thì bây giờ đang ngồi chiêu chiêu ở biển và ngồi chờ đợi. Ủa tối nay ăn cái gì vậy chị? Dạ BBQ ạ. À, trời nãy giờ ngồi đợi. Không có thấy người cho nên đâu có dám bưng đồ ăn xuống đâu. Trời. Mới nấu xong chạy xuống kiếm gì. Ủa sao lâu dữ mà anh kia sợ anh đói. Đây là tôm nướng. Còn này là sò hả? Chạy lên lấy 5 cái chiến, 5 mắm đỏ, ăn mắm, dưa gỏi. Mắm đỏ ăn dưa gỏi. Đây là cua hấp hả? Ghẻ. À, ghẻ hấp. Cái đó là mực nướng hả chú? Cơm chiên hả? Có còn nữa hả chị? Đúng rồi, cho em đây đó đi, cho em 5 cây đi nha. Hơi gỏi sứa hả? Không, gỏi hải sản em. Còn nữa kìa là làm em chụp lại nữa rồi nè. Hết chưa chị? Hết chưa? Rồi, để em chụp sạc. Còn trái cây nữa, dưa nữa là hết. Rồi về em. Thôi diện chút vào cái món tráng miệng kêu gà sau nha. À. Thôi đem thêm đi. Rồi để chị mang xuống cho. Không đem đồ ăn đó nha, chứ đừng có đem trái cây. Hết rồi mà, đồ ăn hết rồi. Thì cứ đem thêm. Ai trước khi ăn cũng phải cúng Facebook. Sao kỳ, sao phải cúng Facebook vậy mấy cha? Khoan, hấp tán em bây giờ. Lại, đói quá chằn miếng bánh. Bánh giòn rụm. Trời vậy không biết trời. Bánh giòn rụm. Ăn thử một miếng gỏi hải sản nhé. Không trời, không đi. Miếng thôi. Anh cho cái dĩa vô đây đi. Cũng được đó.
đói ăn gì cũng ngon á. Ăn miếng táo mà mọi người đói quá. Ừ, ngon quá. Đây là chị Lãm check care mình hai ngày hôm nay. Tại sao? Còn đây là anh Lãm này nọ với chị Lãm. Còn đây là anh photo đang ngồi khui rượu van. Này van trắng đúng không? Còn tụi mình muốn làm gì thì làm. Ơ sao nó nóng hổi vậy anh? Cái ly nó ly anh tráng nó sôi. À ồ. Chu đáo. Chứ tưởng nước kìa là nóng. Ai biết đâu. Nước gì vô. Ăn thử miếng gỏi nè. Phải đặt anh chủ mà anh quên. Anh phải đây nhắc lại nó mới bắt đầu nó làm. Ừ. Tôm nha mọi người, tươi luôn. Tên lãng này cũng lãng giống. Mực tươi thôi. Ở đây đừng có đồ tươi. Đang ăn mạng chó nhìn nè mọi người. Chào mọi người, thì hôm nay là ngày thứ hai của tour Bình Hưng và tôi và nhóm đang chuẩn bị ra ngoài nhà hàng của resort để mà ăn sáng. Thì thời tiết hôm nay có vẻ khá là trong lành, khá là đẹp. Xíu nữa ăn sáng xong thì sẽ đi, nghe nói là mọi người sẽ dẫn mình đi cái sao biển với lại cái đồng cù. Thì từ đó tới giờ cũng chưa đi hai cái điểm đó, thì không biết cũng có cái gì hay ho hay là đẹp gì thì thử có làm sao rồi có gì quay lại chụp cho mọi người coi. Hiện tại thì tôi và photographer cùng với stylist đang tiến tới nhà hàng để mà ăn sáng. Stylist ăn mì hải sản với mọi người, photographer cũng ăn mì hải sản, còn mình thì cũng ăn mì hải sản. Nãy thì vừa ăn sáng xong, tưởng đó là đi chụp choẹt, ai ngờ là đi bơi, đi lặn ngắm san hô, cho nên phải thay ra một bộ đồ. Với lại đem hộp tấm lụa để mà sống ảo này nọ nọ kia. Với lại chút nữa tôi sẽ mặc quần xì, tôi sẽ không mặc quần, cho nên là cũng không quan trọng lắm. Thì bây giờ tôi sẽ đi ngắm, tôi sẽ đi ngắm san hô. Và đây chính là photographer của tôi. Photographer. Thật là sai trái. Photographer. Dường nho thật là sai trái. Ôi không khí rất là đẹp luôn á mọi người. Trời rất là nắng. Mặt biển lấp lánh lung linh. Lung linh ánh bình minh. Nắng như thế này thì đảm bảo rằng những con virus corona sẽ không thể nào sống sót được. Cho nên các bạn cứ yên tâm và đi biển nha. Đây là chủ tour. Anh tour có muốn nói gì với mọi người không? Mọi người hãy tranh thủ cho con đi nghỉ hè, chứ năm nay chắc học sinh hết hè rồi. Thời tiết nắng như thế này thì virus corona sẽ không thể nào sống sót được, cho nên mọi người cứ cho con mình đi du lịch nha. Mọi người nên nhảy xuống biển và uống một ít nước biển. Đây, ngồi hắn nấn ổ lộn hứng nắng. Hiện tại thì tôi đang lên cano. Chỗ của anh Lạp, tự nhiên bà vô vậy? Dạ có chứ. Để từ từ. Ồ, đi ngồi xuống nước luôn hả? À, iPhone X 11 Max rồi hả? À, Pro Max rồi, ok. Do they fit? Rồi, rồi người tiếp theo. Sao, thấy sao? Không thấy gì hết á. Ủa vậy, gì kỳ vậy? Thấy nước không à? Vậy hả? Ừ. Ngộ vậy? Lạnh không? Lạnh không? Không, mát lắm, tôi đi chơi. Lội chút chắc hơi đói lắm á. À, đúng rồi, đúng rồi. Đại Nghĩa. Mình là MC Đại Nghĩa, mình đang mặt biển nha mọi người. Đây là con sâu biển nha mọi người. Còn không, cho nó còn qua. Đây, chuyện đây. Sao nó không cử động gì hết vậy? Sao nó cử động? Vậy hả? Nó chỉ mềm mềm dưới nước thôi. Vậy hả? Em bắt nó lên nó stress rồi, nó cứng rồi. À. Nhưng mà đồ nhựa.
Bữa nay sao ta? Cả một số người đó là đồ giữa. Nhưng mà đưa xuống nước là nó mềm lại. Ê tí ở trên đây quay giùm tôi nha. Đây là sao biển nha mọi người. Sao biển rêu châm châm. Chứ không phải đồ gì quá. Người phụ nữ lực điền đó các bạn. Quá mệt mỏi. Bây giờ ta đi ăn. Ăn cái gì? Đi ăn trưa. Mà cũng không biết là ăn cái gì nữa. Mọi người theo chị Quốc Anh nha. Đây là gì? Lẩu cá bớp. Lẩu cá bớp. Cá bớp, bớp miếng được không? Bớp. Thì hôm nay còn chúng tôi sang lẩu cá bớp. Bớp miếng cá. Ăn chung với lại mì gói, gấu đỏ. Nói ăn chung với vợ chồng mình. Mình mua gói mì. Nhóc thiệt. Tưởng như bình thường là ăn chung với lại làm gì làm thôi là không ăn chung với gấu đỏ vì gấu đỏ với chị không bằng gói mì. Đây là trứng. Trứng này trứng gì á? Trứng hào. Trứng hào hả? Trứng đúc hồng. Trứng đúc hồng ngộ ha. Ăn vô sung lắm á mọi người. Ghê hả? Hào chiên trứng hạt hồn. Trứng đúc hậu giống như trứng đúc thịt thôi. Hay dân giả còn gọi là hào chiên trứng. Hiện tại là tôi đang đi vào cái này là cái gì sau biển gì khu resort sau biển. Thì cái này ở trong đây có cái gì? Nói chung là thiên đường sống ảo, mọi đây. Người sẽ thấy đủ các kiểu thể loại sống ảo, nghỉ dưỡng rồi ăn uống tất cả đều có trong này. Ok, để mình coi lời chi này nói có đúng không? Có đúng không? Đố camera bên bắt được. Đây là chiếc xe đạp ngày nào nè, những cái bạn nè, ví dụ như Monica. Mấy cái bạn gỡ rồi là chia tay rồi đó. Đó, mấy bạn gỡ là chia tay đó nha mấy má. Cái bảng này là cái bảng là lời nguyền, ai ghi lên đây đều phải chia tay hết. Không phải, thật sự thật thì người ta không chia tay, phải gỡ ra là chia tay. Thôi bây giờ mình gỡ hết đi. Cho tụi nó có điền. Cái gì đó. Ôi ơi, ở đây cũng có biển nữa kìa. Wow. Beach. Ơi, ở bên đây cũng có xe A nữa nè, xe A. Xe. Có bia che nữa nè. Có bia che. Chu cha ở đây là xuất sắc luôn á. Ê, lên võng chụp kìa. Rồi, nè. Thiên đường tình yêu. Chụp đi, chụp. Cái cầu này đẹp nè. Ừ, chụp đi. Trời, có cái giọng đó kìa. Ừ, có giọng kìa, chụp đi. Nhưng mà mất tiêu rồi. Đẹp rồi, đẹp rồi. Thôi, yoga đi. Để có cái hình đẹp rồi. Đâu? Đẹp lắm. Đó. Hiện tại thì tôi đang vào cánh đồng cù Suối Tiên. Không gian ở đây khá thoáng đãng. Ao sen, bò. Bữa nay cuối tuần thì người đi du lịch cũng khá khá. Một vài con cù.
này cù mấy tháng rồi chị? Rất là lớn rồi. À. Không có nắm nó thì không. Con cù này nó đang núp nắng nè mọi người. Hai con cù con nó đang núp nắng ở chiếc xe gùa. Sao cái con cù này nó nhỏ xíu? Như cù này cù quá chị đói bụng rồi. Lừa gạt nó biết là lừa gạt nó biết lừa gạt nó cho nó đi hết rồi. Chào mọi người, thì đây là con cù. Bà cầm nó kỳ quá à, bà bỡ cái chân á. Nè. Không cái chân kia, cái tay kia, bà bỡ cái chân. Cái này. Ừ. Dạ hả? Nhìn nó khó, đang khó, rất là khó chịu. Photographer chuyển sang thị phạm nữ model, nữ thần tự do. Trời ơi, tôi nghiệp quá. Cái mặt không biết cái mặt giả trân à. Đẹp quá nè. Cái con kia nó nằm nó lượn lượn dưới tấm nắng. Ê giờ tí chụp tút lút rồi kìa. Bà đẹp chưa? Đẹp rồi. Vừa cho quay cho lay quay nữa kìa. Trời ơi, nữ travel blogger hành hạ con cừu này mọi người. Họ thả nó xuống đi. Trời đất ơi, ẵm một con cừu con mà không biết ẵm luôn á. Thực sự mỏi tay quá à. Mình cảm nhận là con cừu nó như thế nào đó bạn. Con cừu sao mà con cừu con nhưng mà nó cũng nặng quá. Ủa này là gì vậy? Nem nướng hoài mau. Đây là nem. Nem nướng hả? Còn cái giòn giòn. Bánh tráng. Bánh tráng chiên giòn. Xong mà chấm cái nước này. Nước này nước gì? Nước sốt. Mắm gì ăn? Cái này nó nấu bằng cà rốt, thịt nói chung là nó tùm lum hết, vấn đề biếu đặc gia truyền độc quyền nữa. Gia truyền độc quyền. Nói chung không tiết lộ được. Anh cũng không biết. Kêu ông nhượng quyền mà ông nhượng. Ông bán 20 năm rồi đó. Chung ở đây nhiều quán nó bán cái món này lắm nhưng mà nó khác nhau cái nước sốt này nè. Chứ còn thịt rồi thì em nướng thì nó cũng như nhau à. Ngon là nhờ cái nước sốt á. Đúng rồi. Nói chung là đồ cuốn này nó phải vừa mới chấm. Ủa tỏi này ăn sống. Cái đó là hành. Hành ngắm trời đất ơi. Bà Bi tụi ơi. Bà không biết. Bông ít rau. Sống nè. Có vẻ nhiều rau ngon nè. Rau mầm. Để đồ chua. Chuối chát. Chua. Xoài nè. Xoài. Dưa leo. Cải. Dưa leo. Rồi xin lỗi. Ăn hành này bỏ thêm hành vô nha. À. Bỏ vô. Rồi xong rồi thịt nướng. Nướng. Gọi là nem á, đây hai thịt với lại một cái miếng giòn thôi, miếng này để giòn thôi. À. Rồi cuộn. Chắc cuộn lại, cuộn cho nó chắc, cắn cho nó đã. Sập rồi ăn cắn đi nè. Thấy gì? Chấm như nó phấn mướt. Sao? Hay sao? Nãy giờ chưa bấm quay.
ngon. Thấy ít mắm. Nào, đưa cái đó. Mùi vị ngon sao? Nó có mùi rau. Dạ, cái ngon, đồ cuốn này ngon. À, đi từ sáng tới giờ thì hai bạn trợ lý đã trợ lý lấy tiền đề nghị chị trả tiền cho tụi em ngày 3 triệu, đã mặc quá tàn tạ rồi. Cái mặt tàn tạ đây mọi người, có ai tàn tạ? Trời đất ơi, mọi người tự ăn khác. Mọi người hãy quen chỉ để đây và mọi người tự comment nha. Ok, tại vì sáng giờ tôi làm việc nhiều cho nên tôi bị đuối sức. Cô mua đồ gì mà lõ lồ dễ sợ luôn á. Sáng giờ tao làm gì?